Mến chào các bạn, hôm nay mình cung cấp cho các bạn một cái căn nhà ở Bình Thạnh, ngay góc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thượng Hiền, Lê Quang Định. Đó, từ ngay cái góc ngã tư này là Nguyễn Thượng Hiền và Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thì mình nhìn ra chút xíu chừng khoảng 20 mét, hai hướng đều đi ra Lê Quang Định. Trước khi đi vào chi tiết, mời các bạn đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là cái giao lộ Lê Quang Định, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thượng Hiền của Gò Vấp. Một bên là Phú Nhuận, một bên là Bình Thạnh. Bây giờ các bạn đi theo con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, nếu mà mình chạy ngược lại là ra Lê Quang Định. Còn mình chạy vô đây là cái đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài. Và trước mặt cái hẻm mình sắp giới thiệu cho các bạn là cái chung cư One Gia Định. Khu vực này thì dân cư rất là đông đúc. Đó, phía bên kia đường là cái hẻm số 27. Và cái căn nhà nằm trong cái hẻm này. Hẻm này là hẻm xe hơi. Khu vực này thì đi ra Phạm Văn Đồng cũng khá gần các bạn ha. Các bạn chạy chừng khoảng chưa tới 100 m ra Lê Quang Định, xong rồi gặp Phạm Văn Đồng liền. Đây, cái con hẻm đi vào đây các bạn. Hẻm này là hẻm xe hơi các bạn ha. Rồi, từ con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm chạy vào cái căn nhà này chừng khoảng 70 m nha các bạn. Khoảng 70 m. Đây, tới ngã ba các bạn quẹo phải. Trong này là các hẻm nó thông thương hết các bạn ha. Đó, trong này rất là nhiều nhà đang xây và xe tải đó chở vật liệu vào tới trong này luôn nghe các bạn. Đó. Đây, cái căn nhà mình giới thiệu cho các bạn đây, căn nhà gồm một trệt, lửng và ba lầu. Đó, cái căn nhà có cái cổng màu đen đó các bạn. Các bạn nhìn tổng thể nghe các bạn, gồm trệt, lửng và ba lầu. Nhà thiết kế theo kiểu hiện đại nha, thiết kế hiện đại rất là thoáng mát và tọa lạc vào hướng đông nha các bạn, tọa lạc vào hướng đông. Căn nhà này đặc biệt có hẻm trước và hẻm sau, hai hẻm đều xe hơi đậu thoải mái luôn, thành thử là căn nhà rất là thông thoáng. Rồi, mời các bạn bước vào cái căn nhà. Thì khi bước vào căn nhà thì phía trước có một cái phòng khách. Với cái diện tích là chiều ngang 3,5 m, nở hậu 4,8 m, dài 13 m và công nhận thông số là 47,4 m². Diện tích sàn xây dựng là 185,3 m². Hồ sơ pháp lý đầy đủ, sổ hồng riêng có thể công chứng ngay trong ngày. Đó, trong cái phòng khách này thì có ghế salon, các cái quầy, các cái tủ để đựng đựng đồ được ốp sát vào tường. Trước mặt các bạn là cái hộ cái tủ để mà để tủ lạnh. Và tiếp tục là vào cái căn bếp. Thì mình xin thông báo giá cho các bạn luôn. Giá chính chủ các bạn 8 tỷ 3 còn thương lượng mạnh. 8 tỷ 3 còn thương lượng mạnh. Cái căn nhà rất là còn còn mới mẻ các bạn ha, vừa mới xây dựng xong. Đó, cái căn bếp các bạn nhìn thấy đá có kính ốp bếp này, bếp âm này. Đó, máy hút mùi này. Tủ bếp thì tủ trên, tủ dưới này. Đó, về tường thì các cái mảng tường phối cái màu cũng rất là bắt mắt. Thì ở dưới trệt này, ở ngoài cái phòng khách, bếp thì có một cái cầu thang và một cái nhà vệ sinh cuối cùng. Với cái mẫu thiết kế khá hiện đại các bạn ha. Tiện ích nói chung là tận dụng tất cả những cái khoảng của căn căn nhà để mà trang trí và bày biện đồ đạc.
Đó, còn đây là phía sau. Đó, phía sau cũng một cái hẻm rất là lớn luôn nha các bạn ha, xe hơi đậu thoải mái luôn. Thành thử căn nhà rất là thông thoáng. Rồi, tiếp tục mời các bạn đi lên tầng lửng. Cầu thang thì được ốp đá granite nha các bạn ha, ốp đá granite màu đen. Đó, căn nhà thoáng ở chỗ là các bạn nhìn thấy rồi, phía sau là một cái hẻm cũng rất là thông thoáng. Và phía trước cũng một cái hẻm rộng thông thoáng, xe hơi chạy vào. Và cái tầng lửng này thì được bố trí có thể làm phòng làm việc, phòng sinh hoạt gia đình. Trong này thì cũng có hệ thống gỗ và rất là trang trí khá bắt mắt. Các bạn nhìn thấy nền không? Nền cũng làm gạch chả gỗ đó các bạn. Nhìn khá đẹp. Rồi tiếp tục, mời các bạn đi lên lầu 1. Lầu 1 thì ngoài cái cầu thang có một nhà vệ sinh VIP nữa các bạn ha, vệ sinh VIP và phòng ở cũng VIP luôn. Phòng ngủ cũng VIP luôn. Đó, tại sao mình nói cái phòng vệ sinh là VIP? Thì các bạn nhìn thấy rồi, được bố trí cái phòng tắm đứng ở trong với các cái thiết bị cao cấp. Sen tắm cũng rất là đẹp. Lavabo cũng vậy luôn, mặt đá khá bắt mắt. Rồi, các bạn đi vào cái phòng ngủ thì hầu như là toàn bộ các cái hệ thống kệ, quầy, tủ đều làm bằng gỗ. Thì gia chủ sẽ để lại toàn bộ cái nội thất cho những người sở hữu. Các bạn chỉ việc về trang trí lại và ở thôi. Có cả máy lạnh luôn, có cả màn che luôn. Nghĩa là rất là đầy đủ được nha các bạn ha. Đó, còn đây là nhìn ra cái ban công phía trước. Nói chung căn nhà này về phong thủy khá tốt. Nở hậu, được hai mặt, thông thoáng với mặt đường. Rồi, mời các bạn tiếp tục đi lên lầu 2. Bởi vậy mình nói là thiết kế hiện đại như vậy và tận dụng tất cả những cái khoảng không của căn nhà để mà bày biện và trang trí nội thất. Có những cái mảng tường nhấn cũng khá đẹp. Thì ở trên lầu 2, phía sau này kế với cầu thang có một cái phòng ngủ cũng khá rộng. Tiếp theo là một cái nhà vệ sinh để dùng chung, cũng với đầy đủ các cái tiện nghi. Căn nhà mới xây dựng xong các bạn ha, rất là kiên cố, không có vết nứt. Căn nhà này xây dựng được về kết cấu là được ép cọc, thành thử là các bạn rất là yên tâm về chất lượng của nó. Rồi, phía trước cũng có một cái phòng ngủ lớn và trang bị rất là đầy đủ rồi các bạn. Mình nói là thậm chí cả những bức màn, màn cửa cũng cả trang bị rồi. Màu sắc căn nhà cũng khá hài hòa. Đó, nói chung các bạn sở hữu được căn nhà này thì không cần phải chỉnh sửa gì thêm các bạn. Và cuối cùng là các bạn đi lên lầu 3. Lầu 3 thì có một cái phòng cũng khá lớn. Phòng này thì tùy các bạn có thể sử dụng làm phòng ngủ, có thể làm sinh hoạt, có thể làm việc đều được. Và phía trước là một cái sân thượng khá thoáng mát. Thì trên đây mình đã quay chi tiết cho các bạn cái căn nhà. Và đây là cái hồ sơ pháp lý của nó. Nói chung là hồ sơ pháp lý thì đầy đủ các bạn ha. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thân ái chào các bạn.